Ổ điện sạc điện thoại V-Gear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tiết kiệm không gian. Dây nối dễ dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại. V-Gear VG02 và VG03 sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc. Ưu đãi tặng cáp sạc đạt chuẩn FFI hoặc cáp bóc máy Samsung trị giá 100.000 cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự Nga-Ukraine sớm ngày 1 tháng 3, nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin tức mới nhất trong 24 giờ qua. Nhất là khi chuỗi sụp đổ dây chuyền ở Arizka của Ukraine vẫn chưa dừng lại khi gần như toàn bộ tuyến phòng ngự lâm thời vỡ vụn trước sức tấn công mạnh mẽ của Nga. Tuyến phòng ngự tiếp theo của Ukraine ở Arizka vỡ vụn. Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine sụp đổ hoàn toàn ở mặt trận Arizka khi Nga tiếp tục giành chiến thắng ở Olivka. Trước sức ép liên tục của đối phương, lực lượng Kiev buộc phải tháo chạy, bỏ lại thành trì Olivka. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc. Rõ ràng là không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác về việc Kiev sẽ có thể ngăn chặn được bước tiến của Moscow ở đâu. Trong khi đó, kênh Tolstoy lại ghi nhận bước tiến lớn hơn của Nga khi thông báo họ đã chiếm giữ hoàn toàn các làng Odivka, Turanke và Berdichi ở phía tây Avdiivka. Cứ điểm duy nhất còn lại trên phòng tuyến thứ hai là Semenkhoye, kẹp ở giữa, dường như sẽ tự sụp đổ. Kênh Jeroman cũng xác nhận Nga tiến rất nhanh và chiếm lĩnh cả ba làng nói trên. Kiev thực sự vỡ trận, không thể giữ được phòng tuyến lâm thời. Phía sau phòng tuyến này là một khu vực chống trải kéo dài chừng 15 km về phía tây và hầu như không có khu định cư nào lớn. Rất thuận lợi để Nga giành thêm quyền kiểm soát một vùng tương đối rộng lớn cho tới khi bị chặn lại bởi yếu tố tự nhiên là một con sông và hồ lớn. Chuyên gia quốc phòng Yuri Bodolyaka nhận định, ở phía tây Avdiivka, lực lượng Kiev đang nhanh chóng xây dựng tuyến phòng thủ mới. Nhiệm vụ của họ là vừa rút chạy vừa tổ chức phòng ngự lâm thời để kìm chân cuộc tấn công của Nga nhằm câu giờ. Quân Ukraine không thể giữ phòng tuyến Berdichi, Olivka, Turanke. Rất có thể mặt trận sẽ chạy theo dọc tuyến Ocheretino, Kurachovo. Ngoài Avdiivka, các điểm nóng khác trên chiến trường cũng đang rất căng thẳng, đặc biệt là Chasivya nguy ngập, Zaporizhia giằng co ác liệt. Chuyên gia quân sự Yuri Bodolyaska cho biết, tại Chasivya ở phía tây Bakhmut, quân đội Nga đã có thể giữ vững vị trí của mình. Các lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine nhiều lần cố gắng phản công nhưng không thành. Nếu Chasivya sụp đổ, cũng sẽ nghiêm trọng như thất bại ở Avdiivka, mở đường cho Nga tiến tới Konstantinovka ở tây nam và khiến cho nhóm quân Ukraine ở Torez rất dễ bị tổn thương. Zaporizhia lại trở thành một điểm nóng quan trọng. Nếu trước đây quân Nga tập trung ở Robotyne, Verbove thì giờ đây họ đã mở rộng đáng kể mặt trận, bao gồm cả thị trấn Gulyapoli. Các lữ đoàn xung kích của Nga đã tiến tới vùng ngoại ô của thị trấn này. Trước đà tấn công của quân đội Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm, Moscow đang liên tục dồn dập não hỏa lực tập kích trên toàn tuyến. Hãng tin Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28 tháng 2 của Bộ Quốc phòng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 79 cuộc đụng độ đã diễn ra trên mặt trận. Đối phương phóng 5 tên lửa, thực hiện 91 cuộc không kích và 102 cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa bắn loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 7 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng một điểm kiểm soát, một khu tập trung quân, vũ khí trang bị, 4 khẩu pháo, một hệ thống phòng không, một trạm tác chiến điện tử và một mục tiêu quan trọng khác của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kupian, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novobalovska, Zaporizhia và Kherson. Mặc dù vậy, Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine đánh bật quân Nga khỏi Krasnohorivka. Hãng tin Ukrainska Pravda đưa tin, lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine báo cáo rằng họ đã đánh bật quân Nga ra khỏi Krasnohorivka gần Mariinka, vùng Donetsk, nơi đối phương đã tiến vào một ngày trước đó. Báo cáo có đoạn, vào đêm trước, lực lượng Nga đã tấn công phần đông nam của Krasnohorivka và tiến hành vào thành phố. Để ngăn chặn đối phương chiếm được chỗ đứng, các đơn vị thuộc lữ đoàn xung kích số 3 đã tiến hành tác chiến, quét sạch quân đối phương trong thành phố. Theo báo cáo của đơn vị, trong một thời gian ngắn, đối phương đã chuẩn bị phòng thủ lâu dài và bất chấp sự kháng cự và giao tranh ác liệt. Các mũi xung kích của lữ đoàn đã gây ra cho Nga những tổn thất không thể tránh khỏi với khoảng 100 người bị thương hoặc thiệt mạng. Lữ đoàn 3 nói, người Nga không chịu đầu hàng và bị hạ gục. Krasnohorivka vẫn nằm trong tay quân đội Ukraine. Được biết, Krasnohorivka được coi là thành trì cuối cùng của Ukraine ở ngoại ô thủ phủ Donetsk, có thể đe dọa pháo kích thành phố này. Trước đó, Mariinka, rồi Avdiivka, hai trọng điểm khác nhau của Ukraine uy hiếp Donetsk và bị quân đội Nga nhổ bỏ.
Trước các diễn biến nhanh chóng tại Ukraine, một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho chính quyền Kiev là Vương quốc Anh cảnh báo, đảm bảo Ukraine thành công trước Nga là thử thách lớn nhất. Tờ The Guardian đưa tin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Andrew Mitchell cho biết, việc đảm bảo thành công của Ukraine trước Nga là thử thách lớn nhất đối với thế hệ chúng ta. Phát biểu hôm 28 tháng 2, ông nói với Hạ viện, trong những tháng gần đây, ông Putin đã phái khoảng 50.000 quân Nga tấn công Odessa, một thị trấn có dân số trước chiến tranh chỉ 35.000 người. Chúng ta phải và sẽ đảm bảo rằng ông ấy sẽ thất bại vì đây là thử thách lớn nhất đối với thế hệ chúng ta. Ngoại trưởng Mitchell nói thêm, tất cả những nỗ lực này đang có tác động, EU đã đồng ý góp tài trợ nhiều năm trị giá 50 tỷ euro. Đức đã tăng gấp đôi viện trợ quân sự trong những tuần tới. Chúng tôi dự kiến sẽ có thêm nhiều đối tác của mình ký vào các thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Và chúng tôi sẽ theo kịp và tăng cường áp lực. Và còn nhiều điều mà chúng ta có thể làm. Điều đó có nghĩa là đảm bảo ta sử dụng các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn các doanh nghiệp tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Putin và lôi kéo các nước khác làm điều tương tự. Theo đuổi mọi lộ trình hợp pháp để sử dụng tài sản của Nga bị trừng phạt trong G7 để hỗ trợ Ukraine và hợp tác với các đối tác để đạt được điều này, ông nhấn mạnh. Trong khi đó, dù Mỹ vẫn đang dậm chân tại chỗ khi vẫn chưa thông qua được gói viện trợ mới cho Ukraine, nhưng Lầu Năm Góc cho biết đang xem xét kế hoạch B trị giá 4 tỷ đô la hỗ trợ Ukraine. Hãng tin CNN dẫn lời một số quan chức quốc phòng giấu tên cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc xem liệu có nên sử dụng nguồn tài trợ trị giá 4 tỷ đô la mới nhất của mình để viện trợ quân sự cho Ukraine hay không. Cuộc thảo luận về điều này và các kế hoạch B tiềm năng khác đang trở nên cấp bách hơn trong vài tuần qua. Quan chức này nói, với việc Ukraine ngày càng khao khát sự hỗ trợ quân sự của Mỹ và lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện từ chối bỏ phiếu về nguồn tài trợ bổ sung, các quan chức quốc phòng đang thảo luận xem liệu có phương án đệm về mặt tài chính trong nước nào đó có thể cho phép giải ngân ít nhất một phần trong số 4 tỷ đô la còn lại hay không để giúp Ukraine. Khi được hỏi về khả năng sử dụng số tiền 4 tỷ đô la đã được phê duyệt từ năm ngoái, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Gordon Gann cho biết Bộ Quốc phòng tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung để hỗ trợ cho Ukraine trong lúc cần thiết và bổ sung nguồn cung cấp của chúng tôi. Một quan chức quốc phòng khác cũng nói với CNN rằng gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine nếu được gửi đến chắc chắn sẽ bao gồm các loại đạn dược quan trọng. Quan chức này cho biết các cuộc thảo luận cũng đang được tiến hành về cách thức và địa điểm đặt thiết bị quân sự để có thể gửi tới Ukraine càng nhanh càng tốt sau khi tìm được nguồn tài trợ bổ sung. Theo nguồn tin của CNN, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra ở Lầu Năm Góc. Ngoài Mỹ, các nước châu Âu cũng đang tỏ ra rất nỗ lực. Đầu tiên là thông tin Bỉ phân bổ 216 triệu đô la mua đạn pháo cho Ukraine. Tờ Kiev Independent đưa tin, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo hôm 28 tháng 2 cho biết, nước này sẽ phân bổ 200 triệu euro, tức 216 triệu đô la cho sáng kiến do Séc dẫn đầu nhằm mua đạn pháo cho Ukraine từ các nhà cung cấp bên ngoài EU. Khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng do viện trợ của Mỹ chậm trễ, Tổng thống Séc Peter Pavel nói rằng Praha đã tìm được nguồn cung cấp 800 quả đạn pháo ở nước ngoài có thể được gửi tới Ukraine nếu các đồng minh đảm bảo được nguồn tài chính. Financial Times đưa tin, tổng chi phí của việc mua lại ước tính khoảng 1,5 tỷ đô la. Ông De Croo nói, chúng tôi không bao giờ có thể so sánh được với sự hy sinh mà Ukraine đang thực hiện mỗi ngày. Nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho Tổng thống Volodymyr Zelensky những gì mà ông ấy yêu cầu, thêm đạn dược để chống lại Nga. Ông Zelensky cảm ơn cam kết của Bỉ, nói rằng, những hành động kiên quyết và kịp thời như vậy chính xác là những gì mà chúng tôi cần để bảo vệ tự do ở Ukraine và trên khắp châu Âu. Hà Lan đã cam kết chi 100 triệu euro, tức là 108,3 triệu đô la cho sáng kiến này. Các quốc gia khác bao gồm Canada và Pháp cũng công khai ủng hộ kế hoạch này. Thủ tướng Séc Petr Fiala ngày 26 tháng 2 cho biết 15 nước châu Âu đã ra tín hiệu ủng hộ sáng kiến này. Tiếp theo, Bulgaria sẽ cung cấp cho Ukraine 100 xe bọc thép trong vài ngày. Kênh BTV của Bulgaria đưa tin hôm 28 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Todor Chagares tuyên bố sẽ chuyển giao 100 xe bọc thép chở quân ABC trong vài ngày tới. Ông Chagares nói, các phương tiện này vẫn còn ở Sofia, chúng sẽ được chuyển đi trong vài ngày tới, nhưng tôi sẽ không nói rõ ngày tháng. Quốc hội Bulgaria đã phê duyệt việc cung cấp miễn phí 100 chiếc ABC từ kho của Bộ Nội vụ cho Ukraine vào tháng 12 năm ngoái, cùng với vũ khí và phụ tùng thay thế. Tuy nhiên, việc giao hàng đã bị trì hoãn do chi phí vận chuyển cao. Ông Chagares cho biết, phía Bulgaria đang chờ các đối tác NATO hỗ trợ chi phí vận chuyển. Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria cũng cho biết, Bulgaria đã viện trợ cho Ukraine 47 triệu đô la. Bulgaria và Ukraine đã đồng ý giao lô thiết giáp chở quân vào tháng 7 năm 2023
sau khi Thủ tướng Bulgaria Nikolai Dekos gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Bucharest. Theo Thủ tướng Dekos, lực lượng vũ trang Bulgaria chưa bao giờ sử dụng những chiếc ABC này vì binh lính của họ chưa được đào tạo cần thiết kế. Tuy vậy, không phải đối tác nào của Ukraine cũng hài lòng với Kiev. Trong một diễn biến mới nhất, Ba Lan đang xem xét tạm chặn hàng hóa từ Ukraine giữa căng thẳng về ngũ cốc. Thủ tướng Donald Tusk tiết lộ chính phủ Ba Lan đang cân nhắc tạm thời ngừng giao thương biên giới đối với hàng hóa Ukraine trong bối cảnh hai nước căng thẳng về ngũ cốc Ukraine giá rẻ. Chúng tôi đang nói chuyện với phía Ukraine về việc tạm thời đóng cửa biên giới và ngừng hoạt động thương mại nói chung. Ông Tusk nói với các phóng viên hôm 28 tháng 2, ngày mai chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này với nông dân Ba Lan. Giải pháp này sẽ chỉ là tạm thời và gây đau đớn cho cả hai bên. Tôi sẵn sàng ra quyết định cứng rắn trong vấn đề biên giới với Ukraine, luôn tham khảo ý kiến của Kiev để không có bất kỳ căng thẳng nào không cần thiết giữa Warsaw và Kiev. Ông Tusk nói, nhấn mạnh cần có giải pháp dài hạn. Ông Tusk vẫn lạc quan rằng hai nước láng giềng có thể tìm ra giải pháp tháo gỡ liên giới. Ông nói điều đó không hề dễ dàng, nhưng có thể thực hiện được. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine Taras Gadka cho biết, biện pháp đóng cửa giao thương biên giới không được đề cập tới trong suốt 4 giờ, họp bàn với Bộ trưởng Ba Lan hôm ngày 28 tháng 2. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kuprakov xác nhận rằng không có ai từ phía Ukraine đang đàm phán về việc đóng cửa biên giới với Ba Lan. Thời gian gần đây, nông dân Ba Lan đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine và các đường cao tốc khác để phản đối điều mà họ cho là sự cạnh tranh không công bằng từ hàng hóa Ukraine, cho rằng Kiev không phải tuân thủ các quy định của EU hoặc đóng thuế của khối. Để hỗ trợ kinh tế Kiev sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, Liên minh châu Âu đã quyết định vào năm 2022 sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Ukraine vận chuyển qua khối 27 quốc gia bằng đường bộ. Nhưng do vấn đề hậu cần, phần lớn ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã tồn đọng ở Ba Lan, kéo giá thành của các nhà sản xuất địa phương đi xuống. Đầu tuần này, Ủy viên Nông nghiệp châu Âu Janusz Wojciechowski tuyên bố rằng ngành nông nghiệp EU đã thiệt hại 20,6 tỷ đô la vào năm 2022 và năm 2023 do tự do hóa thương mại với Ukraine. Mối quan hệ của Ba Lan với Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng do các cuộc phong tỏa biên giới và tranh chấp ngũ cốc. AFP ghi nhận ít nhất 4 vụ nông dân Ba Lan ngũ cốc Ukraine trên xe tải và tàu chở hàng xuống đường. Cuối tuần trước, 8 toa tàu chở ngô Ukraine đã bị mở tung, khiến cho hàng tấn ngô tràn ra đường dày. Kiev kêu gọi Warsaw chấm dứt nhân nhượng, các hành vi phá hoại và yêu cầu công dân Ba Lan bồi thường vì khoảng 180 tấn ngũ cốc đã bị đổ. RBK Ukraine dẫn lời Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nông nghiệp Taras Vysotsky do các cuộc biểu tình của nông dân Ba Lan ở biên giới với Ukraine. Khoảng 160 đến 180 tấn ngũ cốc Ukraine đã bị đổ ra khỏi các toa tàu chở hàng đang trên đường đến Morocco. Những người gây ra thiệt hại phải bồi thường, RBK Ukraine dẫn lời bà Vysotsky. Không chỉ chặn nông sản Ukraine, Ba Lan cũng đang tính cấm nhập khẩu nông sản Nga. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 29 tháng 2 cho biết không loại trừ khả năng quốc gia này áp lệnh cấm đối với sản phẩm nông nghiệp từ Nga. Tuyên bố trên được Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa ra trong chuyến thăm Warsaw của Thủ tướng Litva Envika Silina. Trước đó, quốc gia này cũng đã áp dụng lệnh cấm tương tự. Như phần lớn các quốc gia châu Âu, trong nhiều tuần qua, Ba Lan đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp trong bối cảnh nông dân nước này phản đối các quy định về môi trường của EU. Bên cạnh đó, họ cho rằng việc Ukraine được miễn thuế nhập khẩu nông sản vào Liên minh châu Âu-EU kể từ năm 2022 là hành động cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết nông sản từ Nga và Belarus cũng đã gây xáo động thị trường. Litva đã quyết định áp dụng lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Nga. Chúng tôi sẽ phân tích trường hợp này và không loại trừ khả năng Ba Lan sẽ ra quyết định tương tự, ông Donald Tusk cho biết tại một cuộc họp báo ngày 29 tháng 2. Ngoài ra, ông Tusk cũng cho rằng EU nên tập trung hơn trong việc xây dựng hệ thống pháp lý chặt chẽ về việc nhập khẩu ngũ cốc và các thực phẩm từ phía Đông. Dự kiến cuối ngày 29 tháng 2, Thủ tướng Ba Lan dự kiến sẽ gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo nhóm nông dân tại quốc gia này. Trong khi đó ở Nga, 29 tháng 2, ông Putin đã phát đi thông điệp liên bang đến toàn thể nước Nga và toàn thế giới. Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến đặt ra mục tiêu của đất nước trong 6 năm tới, cũng như sẽ đề cập đến chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29 tháng 2 đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội. Sự kiện bắt đầu vào 12 giờ, tức là 16 giờ theo giờ Việt Nam. Đây là thông điệp liên bang thứ 19 của ông và thứ 29 trong lịch sử Nga. Thứ nhất, Nga có vũ khí đủ vươn tới các nước phương Tây. Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân nếu điều quân đến Ukraine.
Ông đồng thời cảnh báo Moscow có vũ khí để tấn công các mục tiêu ở phương Tây. Phương Tây phải hiểu rằng chúng ta cũng có vũ khí để có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, tất cả những điều này thực sự có thể kéo theo một cuộc xung đột với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh, nhà lãnh đạo Nga nói. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng một số nước phương Tây không loại trừ việc điều quân đến Ukraine trong bối cảnh Nga đang nắm thế chủ động trên chiến trường dưới lúc Kiev cạn kiệt đạn dược. Ông Putin cho biết lực lượng Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường và sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi đạt mọi mục tiêu đề ra. Ông nói thêm, Nga cũng tăng cường lực lượng dọc biên giới phía Tây với các nước liên minh châu Âu-EU sau khi Phần Lan và Thụy Điển quyết định gia nhập NATO. Tổng thống Putin kết thúc bài thông điệp liên bang của mình sau hơn 2 giờ đồng hồ. Phương Tây muốn kéo chúng ta vào một cuộc chạy đua vũ trang. Tổng thống Putin cho rằng những hành động và phát ngôn nguy hiểm trong chính sách đối ngoại của phương Tây kéo theo nguy cơ xung đột hạt nhân và hủy hoại nền văn minh. Tất cả những gì họ đang nghĩ ra, những gì họ đang khiến cho cả thế giới sợ hãi, tất cả những điều này thực sự kéo theo mối đe dọa của một cuộc chạy đua vũ trang, một cuộc xung đột hạt nhân đồng nghĩa với việc hủy diệt nền văn minh, ông nói. Ông lặp lại cáo buộc rằng phương Tây đang muốn làm suy yếu nước Nga và cho rằng các lãnh đạo phương Tây không hiểu sự can thiệp của họ có thể nguy hiểm đến mức nào cho những gì mà ông coi là công việc nội bộ của Nga. Thứ hai, sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra ở Ukraine. Ông Putin cho biết lực lượng Nga ở Ukraine đang tiến công bền bỉ và giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ mới ở Ukraine. Nga sẽ chấm dứt xung đột, sẽ loại bỏ chủ nghĩa phát xít và đạt mọi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Putin tuyên bố. Nga sẽ trở thành một trong 4 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Trong bài thông điệp liên bang, ông Putin bày tỏ sự tin tưởng rằng Nga đang trên đà trở thành một trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai gần. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga nhanh hơn tốc độ trung bình toàn cầu, thậm chí là vượt tốc độ của nhóm nước kinh tế G7. Năm ngoái, Nga đã tăng trưởng với tốc độ cao hơn nền kinh tế toàn cầu. Về thước đo này, chúng tôi đã vượt lên trên không chỉ các quốc gia hàng đầu trong Liên minh châu Âu, mà còn vượt lên trên tất cả các quốc gia được gọi là G7. Tổng thống Putin cho hay. Ông cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, đầu tư vào Nga tăng 26,6%. Ông Putin cho biết, Nga sẽ dành ít nhất 700 tỷ rúp, tức là 7 tỷ đô la cho dự án quốc gia về nền kinh tế dữ liệu trong vòng 6 năm tới. Thứ ba, lực lượng hạt nhân Nga ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn. Ông Putin cho biết, các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng hoàn toàn cho mục đích phòng vệ bất cứ lúc nào. Các lực lượng hạt nhân chiến lược đang ở trong trạng thái sẵn sàng hoàn toàn để đảm bảo sử dụng. Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch trong lĩnh vực vũ khí mà tôi đã nói trong bài phát biểu năm 2018 đã được thực hiện hoặc đang được hoàn thành, chủ nhân Điện Kremlin nói. Mặc dù Nga khẳng định các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga chỉ mang tính phòng thủ, răn đe, những mối đe dọa nhằm vào sự tồn vong của quốc gia, song học thuyết hạt nhân, Nga cũng đã đề cập đến những lý do nhất định sẽ khiến họ buộc phải sử dụng loại vũ khí hủy diệt này. Thứ tư, ông Putin chỉ trích phương Tây. Trong bài phát biểu ngày 29 tháng 2, ông Putin nói, việc phương Tây liên tục cáo buộc rằng Moscow sẽ tấn công châu Âu là một điều vô nghĩa, thậm chí chính EU mới là bên đang nhằm vào nước Nga. Phương Tây đã đánh giá thấp sự quyết tâm và kiên định của dân chúng đa quốc gia của chúng ta. Nước Nga ngày càng củng cố chủ quyền và nền dân chủ ở nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cả trong nội bộ quốc gia. Tôi dành lời khen ngợi cho hành động kiên định và quên mình của binh lính Nga trên chiến trường, ông Putin tuyên bố. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và bền vững của nhân dân Nga chính là sức mạnh to lớn nhất và sẽ cho quốc gia họ sức mạnh để chinh phục tất cả. Trước đó, truyền thông phương Tây nhiều lần đưa tin Nga có nguy cơ tấn công vào lãnh thổ khối liên minh. Đồng thời, nhiều quốc gia EU như Anh, Đức, Estonia, v.v. từng bị rò rỉ thông tin hoặc tuyên bố đang lên kế hoạch cho kịch bản đối đầu với Nga trong tương lai. Về phía Moscow, nhiều nhà ngoại giao Nga, bao gồm phát ngôn viên Điện Kremlin và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã lên tiếng phủ nhận. Thứ năm, những mục tiêu, kế hoạch của nước Nga. Điện Kremlin cho biết, với thông điệp liên bang lần này, ông Putin không chỉ phát biểu với tư cách là người đứng đầu chính phủ mà còn là một ứng cử viên tổng thống. Thông điệp sẽ đưa ra những mục tiêu, kế hoạch của nước Nga, thậm chí là sau năm 2023. Đây là thông điệp liên bang phát biểu lần thứ 19 của ông Putin và 29 trong lịch sử hiện đại nước Nga. Theo truyền thống, chủ đề chính của bài phát biểu không được công bố trước. Tuy nhiên, ông Putin đã hé lộ đề cập đến vấn đề mang tính chính trị trong nước, đồng thời sẽ vạch ra những nhiệm vụ lớn trong 6 năm tới. Các nhân vật chính tham gia buổi lễ bao gồm các thành viên từ Quốc hội Nga, quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức tôn giáo, nhà ngoại giao và nhà báo. Đặc biệt, theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov,
những nhân vật tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt cũng đã được mời. Trước đó, trong bài phát biểu năm 2023, ông Putin từng tuyên bố Nga sẽ đình chỉ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New START. Nhà lãnh đạo Nga cũng hướng sự chỉ trích về phương Tây với các hành động hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ tăng cường thúc đẩy sản xuất quốc phòng. Bên cạnh đó, ông cũng dành lời khen ngợi cho các chuyên gia phát triển chính sách kinh tế, xã hội Nga, đặc biệt là lĩnh vực y tế đã thành công phát triển 3 loại vaccine phòng ngừa COVID-19 hiệu quả. Tuy nhiên, có vẻ như đối với Vương quốc Anh, Nga lại không phải là đối thủ, và dù London cảnh báo kịch bản khốc liệt khi trận chiến Nga-NATO nổ ra, nhưng Tổng thống Putin lại mới là người sợ nhất khi Moscow sẽ thua nhanh chóng. Phát biểu tại một sự kiện ở London lần này, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh, Đô đốc Tony Radakin nói rằng, sự thật không thể tránh khỏi là bất kỳ một cuộc tấn công hoặc xâm lược nào của Nga chống lại NATO sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ. Ông cho rằng lý do lớn nhất khiến cho Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn xung đột với NATO là vì Nga sẽ thua và thua nhanh chóng. Việc Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine đã làm dấy lên những lo ngại an ninh mới trên khắp châu Âu, khiến cho các nước phải chi nhiều hơn cho quốc phòng và thiết lập nhiều thỏa thuận an ninh hơn với nhau. Một số nhà lãnh đạo đã cảnh báo Nga có thể tấn công một số quốc gia châu Âu khác trong vài năm tới sau chiến dịch quân sự ở Ukraine. Anh không đứng trên bờ vực chiến tranh với Nga, chúng tôi sẽ không bị xâm chiếm, ông Radakin cho biết. Tuy nhiên, ông nói thêm, điều đó không có nghĩa là Anh không thể đối mặt với các cuộc tấn công. Chúng tôi vẫn làm việc hàng ngày trong lĩnh vực an ninh mạng. Chúng ta có thể gặp phải các cuộc tấn công ngẫu nhiên trong không gian, các cuộc tấn công vào các tuyến cáp dưới nước và xâm phạm chủ quyền hàng không và hàng hải của chúng ta. Nhân vật chính có khả năng cao nhất gây ra những vụ tấn công này là Nga, Đô đốc Anh nói thêm. Mặc dù vậy, ông Radakin cho rằng Nga sẽ nhanh chóng bị lực lượng NATO đánh bại nếu tấn công một quốc gia thành viên của khối. Theo thỏa thuận của Liên minh quân sự, một cuộc tấn công vào một nước thành viên NATO được coi là tấn công vào tất cả các nước còn lại. Điều đó có nghĩa là nếu như một quốc gia thành viên như Anh bị tấn công, các thành viên khác, bao gồm Mỹ, Đức và Pháp đều có thể cùng nhau đáp trả. Khi đó, lực lượng của NATO sẽ có lợi thế lớn trước Nga, ông Radakin nói. Ông cho rằng hàng nghìn binh sĩ đồng minh đóng quân ở Ba Lan và các nước vùng Baltic có thể tạo thành 3 triệu rưỡi quân nhân trên toàn liên minh để tăng viện. Lực lượng không quân chiến đấu của NATO đồng hơn Nga với tỷ lệ 3-1 sẽ nhanh chóng thiết lập ưu thế trên không, trong khi lực lượng hải quân của NATO sẽ áp đảo hải quân Nga. NATO có số tàu nhiều gấp 4 lần và số tàu ngầm nhiều gấp 3 lần Nga, ông cho biết. Ông Radakin mô tả NATO là một liên minh ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đề cập đến việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập, ông cho biết NATO đang phát triển từ 30 lên 32 quốc gia, với tổng GDP lớn hơn Nga 20 lần và tổng ngân sách quốc phòng gấp 3,5 lần so với Nga và Trung Quốc cộng lại. Ngoài ra, NATO có thêm lợi thế chiến lược với dân số hơn 1 tỷ người và hơn hết, NATO với tư cách là một liên minh hạt nhân, ông nói. Đô đốc Radakin nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã cho thấy Moscow yếu hơn đáng kể so với những gì mà chúng tôi dự đoán. Lực lượng không quân của họ đã không giành được quyền kiểm soát trên không. Hải quân của họ đã chứng kiến 25% tàu ở Biển Đen bị đánh chìm hoặc là bị hư hại bởi một quốc gia không có lực lượng hải quân, Đô đốc Radakin tuyên bố. Ông nói thêm rằng quân đội Nga đã mất gần 3.000 xe tăng, gần 1.500 khẩu pháo và hơn 5.000 xe chiến đấu bọc thép. Tuy vậy, ông nhận định NATO đang phải đối phó với nước Nga nguy hiểm hơn. Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 26 tháng 2 cho biết, một số nước NATO và Liên minh châu Âu-EU đang cân nhắc đưa quân đến Ukraine khi xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết không có sự đồng thuận giữa giai đoạn này về việc gửi quân đến chiến trường Ukraine, nhưng cũng không thể loại trừ kịch bản này. Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cảnh báo, cách tiếp cận mà lãnh đạo Pháp thể hiện có nguy cơ khiến cho tình hình trở thành thảm kịch. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, động thái này sẽ gây ra xung đột trực tiếp giữa khối do Mỹ dẫn đầu và Nga. Moscow cảnh báo chiến tranh tổng lực với phương Tây nếu đề xuất của ông Macron thành hiện thực. Và đó là tất cả tin tức đáng chú ý. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.